sản phẩm tinh chất Extreme White Serum Ohui có tính năng dưỡng trắng da từ bên trong, chống lão hóa và ngăn ngừa các nếp nhăn xuất hiện. Serum chứa một hàm lượng Snovitamin đậm đặc cùng với khả năng thẩm thấu nhanh, có tính năng dưỡng trắng tập trung, chứa lượng Snovitamin dễ thẩm thấu vào trong da, giúp làm trắng da mà không gây kích ứng, cải thiện da tối màu trở nên sáng trong. Nói thêm một chút về thành phần Snovitamin này, thì đây là vitamin dưỡng trắng cô đặc tinh khiết của Ohui dành riêng cho dòng Ohui Extreme White, nuôi dưỡng da sáng từ bên trong. Làn da phụ nữ châu Á mỏng manh, dễ kích ứng, nhiều hắc tố và cũng dễ nhạy cảm với những thành phần làm trắng quá khắc nghiệt của phương Tây. Bằng cách không dùng vitamin C nồng độ cao, một thành phần làm trắng quen thuộc trong các sản phẩm dưỡng da, mà thay vào đó Ohui Extreme White dùng chiết xuất vitamin B giảm thiểu khả năng kích ứng. Sản phẩm đã có mặt tại hệ thống cửa hàng làm đẹp, được cam kết về chất lượng sản phẩm chính hãng, đầy đủ hóa đơn chứng từ, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và chính sách hợp lý cho khách hàng, cùng mức giá ưu đãi tốt nhất thị trường.